Điện Tam Tòa Thánh Mẫu hôm nay bị cháy, mà cũng nhờ mẹ che chở cho nên chỉ cháy mấy cái y với áo thôi, với vàng điện thôi. Mẹ che chở chứ nếu mẹ không che chở thì nó cháy luôn cái chánh điện là khổ rồi. Chào cô Nhung, chào Kim Loan. Hôm nay điện Tam Tòa Thánh Mẫu bị chập điện cho nên nó cháy. Sẵn dịp này thay luôn áo mão của mẹ. Áo mão của mẹ hôm nay cũng 7 năm rồi không có thay, bữa nay mới thay. Dạ chào cô Nhung, chào Lưu Giang. Cảm ơn cô Tâm Phúc, chùa Minh Đức. Dạ thiệt hại cũng hết khoảng 80 triệu cô Lan. Tại vì mình thay 22 bộ y áo cho mẹ thì hết 30 triệu rồi. Rồi một vàng đèn hào quang của mẹ 9 cái cũng với ra điện, đường điện đầu cũng khoảng 30 triệu nữa. Rồi màn phong màn nó cháy hết phong màn nè. Phong màn đồ làm lại cũng mấy triệu. Nói chung cũng khoảng 80 triệu. Cảm ơn cô Tâm Phúc rất là nhiều. Cô Tâm Phúc ở chùa Minh Đức ở Khánh Hòa.
hay tin vậy thì cũng chung tay với thầy để sửa chữa, mới điện xuống dưới chú Trần Trọng Trí ở dưới Sóc Trăng á, bé heo Sóc Trăng á, đặt y áo mão cho mẹ rồi, để cho kịp 18 tháng 10 nè, ngày vía của mẹ thì mình sang sửa lại, rồi ngày mai làm điện. Giờ còn cái vàng La Phong thì cái vàng La Phong cũng rất là nhiều, nhưng mà không biết có sửa được hay không, không có đủ kinh phí á. Lúc này mà ngang ngay cũng khó, cho nên thì tùy duyên thôi. Bây giờ còn một vàng Hào Quang. Hào Quang, chín cái Hào Quang mà mỗi một cái Hào Quang 2 triệu mấy, 3 triệu. Là 9 cái như vậy. Nó đứt hết rồi, cháy hết rồi. Cháy mấy cái đèn Hào Quang, quéo hết trơn. Mấy cái đèn thước 2 trên trần nó cháy quéo luôn. Năm xuôi tháng hẹn. Dạ, số tài khoản là 600 420 500 4567 Aribank. Tên là Nguyễn Thái Sơn. Ở trên cái trên cái nick Facebook đó có đó, có cái danh thiếp của thầy đó. Số tài khoản là 600 420 500 4567 Aribank. Tên là Nguyễn Thái Sơn. Tại vì nhân dịp này thì mọi người chung tay để mà sửa sang điện mẹ luôn, thay áo mão luôn, gần tới ngày cúng rồi mà 7 năm nay không có thay áo mão. Gần chục năm luôn chứ không phải 7 năm đâu, 7 năm là giờ về đây 7 năm á. Lúc ở chùa cũ mấy năm nữa không có thay áo mão. Thầy Hà Tiện không có dám kêu gọi Phật tử, thôi để có làm sao bận vậy. Mà ngộ lắm mọi người, trái sạch sẽ hết ráo mà khuôn mặt của mấy bà nào cũng còn sáng trưng, không có bị... không có bị lem miếng lửa nào hết đó, mà xung quanh đen hết ráo, La Phong nào đen hết, tường nào là đen hết luôn, đen thui luôn á. Đen dày luôn á. Đen mà sáng giờ là làm cái giò này lên nó đen cỡ này nè, chà hoài không ra luôn đó. Dạ, Quỳ Nhẫn chắc nghĩ vậy đó. Quỳ Nhẫn nghĩ nó chắc bị trên sắp xếp luôn cho mình thay áo mão mới cho mẹ luôn á. Hào Quang cũng vậy, có cái đứt cái không, cho nên sẵn dịp này làm lại luôn. Nếu có tiền thì sửa luôn cái La Phong luôn thì tốt biết mấy. Mà hay giờ tùy duyên. Cảm ơn Khánh Vy, hy vọng là Khánh Vy sẽ đạt được như ý nguyện. Tình đi rồi mình...
mẹ rước về con, còn bà mẹ chớ hề nghe ai. Con nghe lời thế mẹ mai, rồi con nỡ bỏ mẹ rài sao con. Thương dầm bà mẹ trong con, mà mẹ lì hồng tuôn xa. Nhớ ngày con khóc tu qua, nhớ ngày lập hội con xa tuổi lòng. Ráng đi có mẹ ấm bồng, ráng đi Phật thăm cộng đồng độ cho. Ngày về con khỏi đắng đo, giờ đi có lễ lái đò đưa sang. Lớp thuyền dài thoát mắt ngàn, qua bờ biển ngàn mẫu hoàng nước lên. Mẹ khuyên con ráng cho bền đặng mà mẹ mẹ con là mẹ mẫu hoàng, ráng tu đặng có hồi lót quê mình. Mẹ con mẫu tử thâm tình, con đành để mẹ phòng quỳnh quạnh yêu. Mẹ nằm ruột cách trăm chiều, ráng về cái cầm tiêu diêu là nhàn. Mẹ con dặm liễu xa ngàn, trong con hỏi họ qua tràn kỳ ba. Trở về có mẹ có cha, có tông có tổ long qua vui dày. Sông chi cay cằn bụng lầy, trở về giữ hội qua này thì sống. Hội này là hội mấy rồng, ráng đi để mẹ ngài trong đêm chờ. Ngày nay mắt mẹ đã mờ, con gì thấy con gặp cảnh tai nạn, cho nên mẹ hé mạng vàng mở thi. Khuyên con phải ráng khoa kỳ, thì rồi con đổ từ bi nước về. Môn trường có mẹ giữa kề, con tròn bổn phận con về nghe con. Muốn về con phải chịu loạn, muốn gần với mẹ thì con nhận đời. Mẹ đây quyền diệu khắp trời, để cho dẫn dẹp hờn, ngày mai mới đặng gặp cơn thâm nhàn. Thì ba mẹ đã diệt đàn, biến trần sẵn có kim hoàn lễ nương. Thấy con quyền lại còn dương, con thương vàng bạc không thương mẹ hiền. Mẹ khuyên con phá lời quyền,
khi lời mẹ dạy vào trong khoa tràng. Đời này mẹ tuyên lòng vàng, con tròn bốn phận gặp đàn long qua. Làm ơn con nhớ mẹ già, mẹ ngồi tựa cửa quê nhà chờ con. Con đành không nhớ lầu son, sao con nỡ để mẹ con chia lìa. Con đành quên hẳn ngày về, mẹ đâu có nỡ mẹ kề trần gian. Mẹ lo con trễ hoa tràng, cho nên mẹ mới dặm ngàn ra đi. Tìm con mà mẹ sầu bi, con ơi có mẹ hoàng nghi xuống đời. Kêu con mà mẹ mòn hơi, sao con đành giả phụ lời mẹ khuyên. Mẹ khuyên con bước lên thiền, con về đến hỏi rồng tiên mẹ mừng. Nhớ con mà lệ không ngừng, thương con mà mẹ trong chừng ngày đêm. Đời này đừng có tạo thêm để tâm hành thiện là im khó gì. Đời này bạc lộn với kỳ, ráng lo tu niệm vào thi cho rồi. Chữ tu phải biết trao dồi, làm xong thì đặng cao ngôi dự kỳ. Người tu tâm tâm nhu mì, rèn lòng cho sạch từ bi rạng ngời. Mới mong đặng sống coi đời, coi người tu niệm thành thơi trên trần. Đường tu phải ráng chuyên cần, hành tâm chánh giữa gần Phật tiên. Tu mà để thấy sự phiền, đó là mình tạo xích xiềng cho thân. Cho nên mẹ xuống nhâm dần, khuyên con tu niệm dưới trần cho ngay. Con đừng nói chuyện mỉa mai, con đừng nói chuyện thầy lai của người. Biết rằng mẹ tiếng vàng mười, cũng đừng đem chuyện dậy thời chiến tranh. Trong quả có phước không rành, con còn khờ dại con cách được nào. Cho nên mẹ mới bước vào, nhắc con cho khỏi ngày đau đớn lòng. Thương con mà mẹ phập phồng, lỡ lời con chịu vào trong ngục ngầm. Cho nên mẹ mới hết tình, lo tu trọn đạo phận mình nghe con. Tu hiền con ráng lo tròn, chữ tu của mẹ lầu son còn hoài. Tu hiền tìm được mới hay, được rồi thì ráng miệt mài mới nên.
gặp thiền con ráng bước lên. Lên rồi Phật thánh kề bên trước về, tu hiền con phải dựa kề, nghe lời mẹ dạy trần mê sửa lòng. Lời quyền mẹ thấy khó mong, tiệm chi cho mệt rồi lòng trong đau. Con ơi chưa có thành đâu, ráng tầm hai chữ đạo màu cho yên. Trước là mẹ khỏi đau phiền, sao là mẹ đành bình yên coi đời. Kỳ tam mẹ đã cạn lời kể vàng trói dòng lập ba đời thượng quan. Ngựa qua cửa sổ còn hòn, đến niên thứ chín khỏi đàn lầu Tây. Con hiền rang bước cho hay, thân vàng giữ trọn đài mây được về. Khuyên con đừng có bỏ bê, thương con mẹ mới trần mê giáo truyền. Thương con mẹ dẹp chữ phiền, thương con mẹ trong con trẻ làm tròn, thì là mẹ dẫn lầu xóm đau sầu. Mẹ khuyên tất cả lục châu, làm sao cho được đạo màu vào tâm. Sau này giữ hội ngàn năm, 20 thế kỷ ai tầm được sao? Ráng mà hai bụi cháo rau, qua cơn hầm hố đài cao đặng về. Hơi nào con mến trần mê, mến trần rồi có trở về nghe con. Kỳ tam con ráng lo tròn, đến ngày giữ hỏi mẹ con tao phùng. Hạ quan là bụi khốn cùng, thương quan mẹ lửa anh hùng hiền lương. Là ngày hoàng máu mến tương, đem con trở lại thiên đường thương ban. Chào Võ Văn Long, chào Phước Nguyên, chào cô Loan Bến Tre. Giờ này con khỏi tai nạn, ngày đó con đặng vinh sáng muôn đời. Thanh nhàn hương quế mạng trời, tiêu thiệu nhạc trói khắp thời tiên ban. Giờ đó con đi đặng thanh nhàn, mẹ mừng con thoát tai nạn hạ quên. Mẹ khuyên con trẻ đừng hờn, dạ con ở lại kiếm đơn mẹ về. Diệu cung vì trẻ lụy trăm chiều, trì tâm mẹ tuổi cảnh điều hiu. Kim vàng mẹ quyết đan áo găm, mẫu độ lụy tràng gắn chỉ thiêu. Xin chào mọi người.
mọi người đang nghe livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, huyện Nhẫn, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. Buồn quá mọi người ơi, đọc kinh không nổi. Sửa sang lại điện thờ Thánh Mẫu, thầy cảm ơn. Đời kiếp lẫn nhau nợ chẳng thương, thương đời nên mẹ đến đêm đường, đường dài gió ngựa tua bền sức, sức yếu lòng kêu đệ dương, dương đạo hỏi theo lời thuận đây, đệ dân dẹp dự lỗi dân chương, dương hầu lê thứ hai là chi, chỉ quyết làm cho thế khác thường, một gia bé một nhà riêng, dạy dỗ nhân sanh tập giả hiền, cầm môi thiên cơ lo cứu chung, đạo đời dẹp dẹ mới thành tiên. Năm Nhâm Dần mẹ xuống trần mở đạo, trần gian chê nhạo mỉm cười, rồi đấy con cười một con khóc mười, chữ tu như thể qua rơi, không chịu thấy phơi giữa dòng. Chào Tiger, chào Tuyết Kim. Mẹ thương mẹ dỗ hết lòng, nhiều con sao lại phập phòng chữ tu. Mẹ ngồi trên cạnh tiên nhìn trong vũ trụ ngao du tu hành, chữ tu liền với chữ hành, con hành bất chánh khó hành đạo cao, riêng tu ngân giọt máu đào, sáng tu ngân giọt sao tôi chúa gặp nhau xúc dậy. Đúng rồi con, sáng nay bị chập điện cho nên điện Thánh Tòa Thánh Mẫu bốc cháy, cháy hết y áo mẹ với lại mấy vàng hào quang điện rồi đó, với phong mẹ, còn mẹ thì không sao. Chào Nguyễn Quốc Thanh, chào Tùng Thảo. Con nhìn về phía hướng tây, núi Sam đã nứt thành Tây Lô Đài,
mẹ đây chi quyết biệt mài, dạy cho con trẻ kịp ngày long qua mẹ lập vậy mà có tiên có Phật phương xa chân đàn. Mẹ đây gần sổ trần gian, con nào hữu phước tiền ban trở về, ráng lo đặng có về quê uống công cửa thiền vừa kề mấy năm. Kỳ ba lửa tiền tri âm, con nào hữu tâm lên thuyền. Mẹ đem thuyền đâu kể miền, mẹ chờ mẹ rước cõi tiên đem về. Chờ con đến đi đổi mỏi mê, chờ con cho đến tràn trề Hạ Châu. Thấy con nào có dạ rầu, lòng đây mẹ mãi âu sầu vì con. Ngồi trong con dạy mỏi mòn, con nào có biết đi lầu son mẹ hiền. Mãn lo tranh lợi với quyền, mãn lo giành vật chữ tiền với danh. Nào ai tranh chữ hiền lành, tranh ngôi đoạt lợi cõi thanh xa đời. Sáng tu đặng có coi đời, xương kia thành núi máu thời thành sông. Chừng đó con thấy tràn đồng, linh hồn nghiêng ngửa giữa sông gian hà. Đời còn kêu mẹ kêu cha, nhìn con mẹ đổ lụy xa hai hàng. Mẹ kêu đi tận nẻo đàn, thế gian chê mẹ tà ma ít gì. Bây giờ gặp cảnh ly kỳ, con cầu đến mẹ làm chi uổng lời. Mẹ đây là vì ta đời, cầu chi đến mẹ mỗi hơi kẻ trần. Mẹ khuyên con trẻ ân cần, nhớ con mà mẹ xuống trần không nghe. Xâm ra tình thất là thiền, kêu con thức cả tình cõi tiên trở về. Hồng trần coi tam giấc mê sao bằng, tiên cầm là quê hương nhà. Sao con không nghĩ mẹ già, con đành bỏ mẹ vậy mà bớ con. Khen con lòng giả sắc son, mẹ than một tiếng núi non rã rời. Quý nhẫn nguyện đem công đức của tụng kinh buổi hôm nay xin được cầu nguyện cho ni sư Thông Thánh và Phật tử Tâm Phúc ở chùa Minh Đức, Khánh Hòa thật là nhiều phước lạc, luôn luôn an vui danh hào quang của chư Phật thường che chở. Cầu các cụ phẩm lệnh bà, các cung, các cõi, gia họ, vì Phật tử Tâm Phúc và ni sư trụ trì Thích Nữ Thông Khánh đã hỗ trợ trợ duyên cho Huệ Nhẫn trong lúc khó khăn nhất, để chỉnh trang lại điện tam tòa thánh mẫu
cho kịp ngày cúng vía mẹ tháng 10 và đại lễ của chùa Minh Viên là ngày 28 tháng 11 âm lịch. Xin kính chúc Phật tử Tâm Phúc và Ni sư trụ trì Thích Nữ Thông Thánh trụ trì chùa Minh Đức Khánh Hòa thật là nhiều phước báo, luôn luôn an lạc trong cuộc sống. Mẹ than con đã hết lời, nhiều con nghe mẹ dạy thời chẳng tin. Rồi đây mẹ cũng buồn tình, để cho con trẻ đinh linh phi lòng. Ác thần mở cửa chờ trong, con không tin mẹ để hồng chờ con. Chào Dung Nguyên, chào thầy Hùng, Phật tử Minh Hậu, chào Thiện Chí Lợi. Chừng đó con mới thon vôn, nhìn lên tiên cảnh sắc son xa rời. Con tìm một vị ta đời, cứu con sao đành dậy thời với con. Ngày đó hết sắc hết son, con theo ngã quỷ bon bon ngục hình. Mẹ than với trẻ hết tình, mà con cho mẹ yêu tình trên đời. Thương con mới nói hết lời, xuống trần mượn xác vậy thời dạy con. Chào cô Lệ, pháp danh là Huệ Châu. Cửa người đạo đức cho tròn, đêm khuya vẫn lại lầu son dài truyền. Lừa con lòng giả cho hiền, lời vàng tiếng ngọc dạy truyền cho con. Con người ráng giữ cho tròn, đường đi tình thất lầu xóm kia mà. Con ngu chê mẹ tinh tà, con hôn mẹ để một tòa hoa sen. Gia đầu gia đình của Minh Hậu Huệ Châu, Thiện Ân Diệu Trầm cố gắng phụ giúp thầy để bồi bổ sửa sang lại điểm tâm tòa Thánh Mẫu cho kịp ngày cúng nghe. Chào cô Phượng, chào Nguyễn Môn. Lừa người đạo đức cho tròn, dạ cảm ơn cô Tâm Phúc rất là nhiều. Đêm khuya vẫn lại lầu son dài truyền, lừa con lòng giả cho hiền, lợi vàng tiếng ngọc dạy truyền cho con. Con người con ráng giữ tròn, đường đi tình thất lầu xóm kia mà. Con ngu chê mẹ tinh tà, con khôn mẹ để một tòa quá sen. Con lên mẹ sẵn ngọn đèn, tiên đồng ngọc nữ đua chen chào mừng. Chào Trịnh Tiền, chào Nguyễn Thọ. Mừng cho con bước khỏi rừng, mừng con hiếu thảo bước chân lên thiền. Mẹ tan tận thế gần miền
con mau lẹ bước cõi tiên mẹ chờ. Thấy con rảo bước đi hững hờ, mẹ ngồi mẹ đợi màn cơ một mình. Con quên mẫu tử thâm tình, con đành để mẹ bực mình vì con. Nhìn trời kia nước nọ non, nhìn lên địa dị dân con sông dày. Ngày nào mẹ ngự đài mây, dân hình con dạy đâu mây tất lòng. Xuyên tu cho mẹ chúng phòng, làm sao cho mẹ khỏi trong con hiền. Quỳnh Nhung học nơi cửa thiền, rèn gươm trí huệ giúp ba miền trần gian. Đi tu con chớ phàn nàn, tu không tốt đi bạc heo vàng. Con ngu mẹ đổ lý tràng, con ngôn mẹ đặng hẳn quang cõi lòng. Khuyên con phải ráng gắn công, dạ con ở lại tiên bồng mẹ lui. Thơm tho cho lắm cũng mùi đời, chứ kẻ dùng nết của để chơi. Mua bán chọn lừa như bụi chờ, về nhà chưa tới đó qua rơi. Nguyện Nhẫn xin chân thành cảm niệm và tri ơn ân đức của quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý vị ân nhân đã nghe chuyện không vui trong điện tâm tòa Thánh Mẫu bị chập điện, cho nên đã nhiệt tâm ủng hộ đắp tô lại, trang hoàng sửa sang lại điện tâm tòa Thánh Mẫu cho chị kịp ngày vía của mẹ, ngày cúng của chùa Minh Viên. Quý Phật tử, quý vị ân nhân đã giúp đỡ Quỳ Nhẫn trong lúc khó khăn gian nan này, Quỳ Nhẫn xin ghi tạc tấm lòng thành, nghiêng mình cầu nguyện mười phương tam bảo, khí thiên sông núi, các cung các cõi gia hộ cho quý Phật tử thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an lợi lạc, vạn sự cát tường như ý nguyện. Cầu mẹ che chở cho chúng ta mọi sự được hạnh thông cát tường như ý. Chào Nguyễn Thu Hiền. Cảm ơn lời nói vàng ngọc của cô Tâm Phúc. Nguyện Nhẫn cảm thấy rất là ấm lòng, rất là vui, vì bên cạnh sự tu hành của Nguyện Nhẫn có quý Phật tử trợ duyên, quý vị luôn luôn đứng bên sau và giúp đỡ Nguyện Nhẫn bất cứ trong tình huống, trong hoàn cảnh nào, quý Phật tử cũng không bỏ Nguyện Nhẫn. Đó là một cái động lực rất to lớn trong bước đường tu nhân học Phật của mình. Quý Nhẫn cũng dâng lời của cha mẹ thầy tổ chỉ dạy, cố gắng hoàn thiện hơn nữa con người của mình, tu hành nhiều hơn một chút nữa để thật là nhiều phước báo hồi hướng cho quý Phật tử được vạn sự hạnh thông an lạc. Con của cha của mẹ, của Phật của trời quy nguyên về chốn cũ. Hy vọng rằng huynh đệ chị em chúng ta, thầy trò chúng ta cùng nhau dắt đi một con đường chánh giác chánh đẳng, đi về một con đường của Phật Pháp, con đường của cha mẹ đã dọn sẵn để chúng ta tiến tới làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Quý Nhẫn rất là ấm lòng thật với quý Phật tử, là sáng nay cũng phải nói rằng rất là bất ngờ, hoang mang khi mà
lần đầu tiên trong cuộc đời tu hành của mình, lần đầu tiên ở chùa Minh Viên xảy ra cái sự như vậy. Nhưng mà khi ra điện tam tòa thì quý vị thấy, coi lại camera, lửa bốc cháy cao ngắt lên tới là phong nhiều lắm. Quý vị tưởng tượng là hai cái bình sứ để chinh bông mà lửa nó cháy, nó cháy nổ bể luôn, cháy rụi cái bình sứ chinh bông luôn. Còn cái trò mà để chưng trái cây đó với cái dĩa đó là cháy rụi luôn, cháy thành tro luôn, cháy cái trái bưởi trái cây chưng nó cháy ra cháy khét đen luôn. Còn áo mão á, thì cháy nhem nhem, mấy cái mão của mẹ sức nóng á, mấy chục cái mão nó quéo lại hết trơn, điện nó chập, rồi mấy cái bóng đèn một thước hai trên trần á, nó cong nó rụng xuống. Một cái cảnh tượng mà quý vị thấy sợ lắm. Cái điện tam tòa thánh mẫu của chùa Minh Viên là 500 mét vuông, mà quý vị thấy khói nó đen hết luôn, nó đen hết cái vàng lá phong luôn đó. Bây giờ cái vàng lá phong mà chỗ thờ mẹ là nó đen vô một cái lớp bụi đen xấu dữ lắm, đen thui luôn. Còn tất cả cái vàng lá phong ở trên thì nó lại lam nham, những cái màn vải là cháy hết, cháy rụi hết, quéo lại hết. Mấy cái bàn thờ bằng gỗ của mẹ đó, ở chỗ mẹ đó có mấy cái bàn là ghế đó, mấy cái bàn bằng cây đó, bằng gỗ đó, là nó cháy trên mặt bàn quéo hết. Nói chung là cái cảnh tượng hải hùng lần đầu tiên trong cuộc đời, đi tu mấy chục năm rồi bây giờ mới gặp, hơn 30 năm rồi lần đầu tiên mới thấy cái cảnh như vậy, cũng hoang mang lắm quý Phật tử. Nhưng mà trưa giờ Huệ Nhẫn mới cảm nhận được cái sự yêu thương của quý Phật tử dành cho Huệ Nhẫn. Rất là nhiều người nhắn tin điện thoại hỏi thăm, không biết chùa có như thế nào không, thì thưa với quý Phật tử rằng một cái điều linh nghiệm và đặc biệt lắm nhất là 24 bức tượng lớn và 10 bức tượng nhỏ của mẹ cha, là không có bức tượng nào bị nám đen, không có nào bị nổ bể hết trơn. Đặc biệt là tượng cha mẹ các cung các cõi các bà là còn nguyên si như mới tinh, không có bị một miếng đen, không bị nám gì hết. Cái điều lạ lùng mừng như vậy, cho nên là tôi điện vô cái đầu Phật tử của thầy Hai An Nhất, cô Phượng, cô Yến, cô Ngân, cô Hai đó, lên dọn dẹp một ngày nay. Rất là vui là vì các tượng không có bị hư các tượng. Nhưng mà chỉ có áo mão thì nói thưa với cũng đựng cười, quý Phật tử cũng đựng cười là 7 năm nay lo xây dựng chùa không, người dân không có dám kêu gọi mà thay áo thay y cho mẹ. Nhân cái dịp này mình đặt mới lại mình thay cho mẹ, chắc mẹ cũng vui. Cho nên khiến xui sau đó thì y áo thì hư hết, toàn bộ y áo của mẹ thì hư hết, không còn xài được cái nào hết trơn. Nhưng mà các tượng, các hình, bức tượng kim thân của mẹ, của cha là còn nguyên hiện, không có bể một bức nào mà không có nứt, không có nám đen. Đặc biệt cái bụi đó nó bay lên trên trần nhà nó đen hết, nó bay lên màn phong đó là đen hết, mà sao mấy tượng nó không có bám vô. Trong tường mấy bức tranh vẽ là nó đen thui hết trơn, nhưng mà các tượng là còn nguyên mới toan, không có gì hết. Cái điều lạ như vậy quý vị rất là mừng. Coi camera lại là nó cháy 32 phút, nó cháy 32 phút, quý vị thấy lửa cháy 32 phút là rất là nhiều, rất là lâu, nó tràn ra nó cháy nhiều lắm. Nó cháy mà cái giò mà mình chưng trái cây đó, bằng cái trò người ta dưới quê mình gọi cái trò ba chân đó, bằng gỗ đó với cái dĩa gỗ nó cháy luôn. Hai cái bình bông mà bằng sành nó để mà chưng hoa ly đó nó cháy luôn, bằng sành mà nó cháy nó nổ luôn. Nhưng mà điều hơn cái thứ nhất là các mẹ các ngài không có sao hết đâu. Cái hơn thứ hai là Huệ Nhẫn được rất là nhiều bà con Phật tử gọi hỏi thăm chia sẻ, rồi có người cũng đóng góp, có người hùng hứa, có người hứa, có người hùng cũng là chung tay. Trong đó có cô Tâm Phúc ở chùa Minh Đức đã mạnh tay giúp đỡ liền cho thầy an lòng để thầy đặt áo mão liền.
Còn bà con Phật tử chùa Minh Viên nói thật lòng đó, quý vị biết trên mạng Huệ Nhẫn nói thẳng là bà con ở đây thì thương Phật tử, thương Huệ Nhẫn thì rất là nhiều, ai cũng thương Huệ Nhẫn hết. Nhưng mà kinh tế của mình khó khăn quá, phải nói rằng Phật tử của Huệ Nhẫn là khó khăn nhiều, nhiều đời nhiều kiếp Huệ Nhẫn dụng tu, cho nên Huệ Nhẫn kết duyên với người nghèo không à, không có người khá khá. Cho nên thì kệ tùy cái tâm của mình, có nhiêu phụ nhiêu, người 100, 200, 500, 30 cũng hùng lại. Vậy mà Huệ Nhẫn vui, vui là như thế nào? Vui là vì cái sự quan tâm của quý vị, vui là vì quý vị còn nhớ tới chùa Minh Viên, vui là quý vị nhớ tới Huệ Nhẫn, thương Huệ Nhẫn là người xuất gia tu hành xa quê hương, xa cha xa mẹ, xa anh em xa dòng họ, mà quý Phật tử thương trong cái thâm tình, vừa cái tài thế và cái tấm lòng của quý vị dành cho Huệ Nhẫn. Huệ Nhẫn mới biết được ai thương mình, ai ghét mình, phải không ạ? Những cái lúc hoạn nạn như thế này mình mới biết ai thương mình, ai ghét mình, ai quan tâm lo lắng cho mình. Cho nên vì chỗ đó Huệ Nhẫn rất là vui, vui khi có sự quan tâm của mọi người. Để Huệ Nhẫn biết rằng là khi mình đi tu xa gia đình, xa dòng họ đó, còn có những tín đồ Phật tử, có những người tốt, những người thương yêu mình bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn, bằng cả cái tấm lòng thánh thiện. Ta điện hỏi chùa có sao không, thầy có sao không, mình rất là ấm lòng. Quý Phật tử nhắn tin rồi quý Phật tử hỏi thăm như vậy, thầy rất là ấm lòng. Và Huệ Nhẫn cũng xin hứa với toàn thể quý Phật tử rằng dù cho cuộc đời này có thế nào, dù cho mai này có thế nào và kiếp này có thế nào, thì Huệ Nhẫn cũng giữ một màu áo này cho đến hết cuộc đời này, đời đời kiếp kiếp, nương trong ánh nhà đạo và một lòng phụng thờ cha mẹ cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu mà Huệ Nhẫn sai lời thì tam gươm của mẹ xử đoạn tam phân thay. Huệ Nhẫn phát nguyện như vậy, cho nên Huệ Nhẫn ráng cố gắng, dù cho hoàn cảnh nào cũng ráng giữ màu áo này, ráng giữ hình tướng này, và cả cuộc đời này phải phụng sự cho mẹ, dù cho hoàn cảnh nào cũng cố gắng không có dám sai lời sợ gương thiêng của mẹ. Cho nên mình phải ráng cố gắng. Cho nên một lần nữa qua cái live stream này, Huệ Nhẫn xin được thành kính tri ân và cảm ơn những tấm lòng, những ân tình mà mọi người quý Phật tử đã dành cho Huệ Nhẫn, cho chùa Minh Viên trong thời gian qua. Nhà cô Tâm Phúc chuyển lời, Huệ Nhẫn cũng kính chiến sức khỏe với ni sư trụ trì cũng như quý Phật tử đang coi trên live stream này và quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an, Phật pháp che chở. Hy vọng rằng vài ngày tới thì đầy đủ duyên, đầy đủ kinh phí để Huệ Nhẫn sửa cái điện mẹ cho được trang nghiêm, để 18 tháng 10 tới đây bà con có về cũng có chỗ chiêm bái đảnh lễ mẹ, để cho ngày 28 tháng 11 toàn thể quý Phật tử chúng ta trở về chùa Minh Viên có chỗ lễ lại và nhìn được tôn dung của hình tượng của mẹ. A Di Đà Phật, chúc quý vị có một đêm ngon giấc và luôn luôn an lạc trong cuộc sống này. Cô Phật.